Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ, điều trị cho bệnh nhân Hoàng Viết Hiếu mắc hội chứng thắt lưng hông và viêm dạ dày tá tràng. Tại vùng cột sống thắt lưng của con người, luôn có các rễ dây thần kinh tủy sống phân bổ từ L1 đến L5 liên kết mật thiết với nhau. Do đó, khi cột sống hoặc đĩa đệm ở vùng thắt lưng xảy ra tổn thương, các rễ dây thần kinh này cũng sẽ bị tổn thương. Lúc này, xuất hiện hội chứng đau thắt lưng hông. Như vậy, hội chứng thắt lưng hông là tổn thương phối hợp của bệnh lý cột sống thắt lưng và bệnh của dây thần kinh hông to, thần kinh tọa, gây nên tình trạng đau đớn, khó chịu, ảnh hưởng đến vận động của người bệnh. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên hội chứng đau thắt lưng hông. Trong đó, phải kể đến một số nguyên nhân chính như sau. 1. Nguyên nhân cơ học. Đau thắt lưng từ nguyên nhân cơ học có thể do bong gân, tổn thương ở vị trí cột sống thắt lưng, bê vật nặng, vận động sai tư thế. Hội chứng này thường thấy ở những người tham gia các hoạt động thể thao mạnh ở vùng cơ lưng hay khuôn vác, hay đơn giản là do ngồi sai tư thế lâu ngày. 2. Do viêm cột sống dính khớp. Một số trường hợp xuất hiện hiện tượng đau thắt lưng về sáng hoặc đêm kèm theo vận động cột sống khó khăn thì đây rất có thể là dấu hiệu của bệnh viêm cột sống dính khớp. 3. Thoát vị đĩa đệm. Những áp lực khi nhân nhầy đĩa đệm cột sống thoát vị sẽ gây kích thích và viêm rễ thần kinh. Theo thời gian, khi bao xơ ngoài đĩa đệm bị rách, dịch tràn từ đĩa đệm ra ngoài, tạo nên áp lực, chèn ép các rễ dây thần kinh, khiến lưng hông bị đau. 4. Yếu tố nguy cơ. Hội chứng thắt lưng hông cũng có thể xuất hiện do các nguyên nhân khác như tuổi tác. Tuổi càng cao, tỷ lệ mắc bệnh càng cao. Bệnh lý cột sống, thoái quá khớp, thoái quá cột sống, dị tật cột sống bẩm sinh, chấn thương, nhiễm trùng, hẹp đột sống. Thưa quý vị, phương pháp cấy chỉ cắt gút trong điều trị các bệnh lý về xương khớp đã và đang được nhiều bệnh nhân tin tưởng điều trị, bởi đây là một phương pháp hoàn toàn không sử dụng thuốc, không phẫu thuật gây đau đớn, ít biến chứng, mang lại hiệu quả điều trị lâu dài. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.